Всем привет. Добрый вечер. Добрый вечер. Ну, как у вас дела? Все хорошо. А ты еще где-то обучаешь, да? Ты Что? работаешь, ты обучаешь людей, да? Обучаешь людей. Em còn dạy học sinh đúng không? Đấy. Lần tuần em có chút À, đợt. Tạc nước khá show. À, thế như vậy là gì? Hôm nay chúng ta sẽ lại tiếp tục cái chương trình các bài đọc của chúng ta đấy, làm cái đề tài và dựa trên cơ sở đó thì chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận đấy. Tạc, хорошо. 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 Tạc, trong cái bài lần trước thì em có câu hỏi gì không? Все понятно, да? Да, понятно. Да, я думаю, что все понятно, там ничего сложного. Так, хорошо, вы учительской комнате. Да. Thầy có thể cho to cái phần khung chữ được không ạ? Em hơi Chữ, chữ hơi nhỏ em. vâng ạ. Vấn đề ở chỗ nếu mà cho nó to ra thì nó sẽ hết cái khung hình đấy. Nó hết khung Dạ. hình. Đà, thế như vậy Vâng. là có lẽ để lần sau đi. Để lần sau Vâng được mình ạ. sẽ mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ cho nó to ra thêm một chút nữa nhé. Đấy. Vâng ạ. Tạc, Vâng. хорошо. Vâng. Tạc, như vậy là em nhìn trên điện thoại hay là trên máy tính? Em ngồi máy tính rồi Máy tính mà nó lại chữ nhỏ à? ạ. Chắc mắt em kém thôi Được. Bởi vì là chữ này các bạn đều nhìn tốt mà. Tạc, хорошо, Vâng. mình sẽ nghiên cứu và mình sẽ cho nó ra rộng tha ra thêm một chút nữa. Tạc, Dạ. хорошо. Vũ trí trên cây con là chị. Tạc, vợ u trí trên cây con là chị. Cái từ con là ta chúng ta biết rồi đúng không? Có từ Dạ. Uchi-chen-sky. Uchi-chen-sky Dạ. komnata là phòng của giáo viên đấy. Nhà. Phòng của giáo viên. Và ở đâu? Gymnasi. Gymnasi là một cái trường trung học, một cái dạng trường trung học của Nga đấy. Nhà. Jensky Gymnasi. Đó. Ở trong phòng nghỉ ngơi, thế là trong cái phòng của giáo viên ở một trường trung học nữ, đấy, trường trung học nữ. Tạc, Adikhali Uchi-chen-lya. Uchi-chen-lya. Uchi-chen-lya là một dạng số nhiều đấy. Đây là dạng số nhiều. Uchi-chen là số ít và Uchi-chen-lya là số nhiều. Có nghĩa là cái danh từ Uchi-chen này khi nó đổi sang số nhiều nó cũng là dạng khá đặc biệt đấy. Dạng đặc biệt. Đó. Cho nên nó sẽ có đuôi là Uchi-chen-lya. Tạ. Starry, Starry Uchi-chen. Machi-machiki. Thầy giáo dạy môn gì đây ạ? Môn toán đúng không ạ? Machi-machiki. Đấy. Неожиданно сказал. Bỗng nhiên. Неожиданно chúng ta dịch là bỗng nhiên đấy. Bỗng nhiên. Ngờ. Bỗng nhiên nói. Bỗng nhiên nói. Зовут меня Андрей Владиславович. Владиславович. Vladislavovich. Владиславович, да. Владиславович. Thế như vậy là bố của ông ta là Vladislav đấy. Đó. Vladislav. Cho nên là khi mà sinh con thì là gì? Người ta lấy cái tên đệm theo cha là Vladislavovich. Так, Андрей Владиславович, никогда не встречал человека, которого зовут так же. Tức là tôi không bao giờ gặp ai nào. Không bao giờ gặp ai có tên như vậy. Không bao giờ gặp người mà cũng có tên, cũng được gọi tên như vậy đấy. Да. Так, учительница. Истории. Учительница истории. Тоже, тоже пожилая. Cũng Лая. đã nhiều tuổi rồi. Пожилая cũng đã нhiều tuổi đấy. Пожилая. Сказала, сказала. Ну, это неудивительно. Да. Ну, это неудивительно. Điều đó không có gì ngạc nhiên cả đấy. Отчество у вас редкое. Редкое. Редкое, редкое. Отчество у вас редкое. Tức là gì ạ? Rất là hiếm. Cái Tức là cái tên tên đệm theo cha của ông là hơi hiếm đấy, hơi hiếm. Да. Ну вот странно, nhưng mà có một điều kỳ лạ. И имя, и Имя. отчество у меня đấy. И имя, Имя. и отчество у меня обыкновенные, обыкновенные. Венные. Cả tên và tên đệm theo cha của tôi rất là bình thường đấy, обыкновенные. Наталья Александровна. Наталья Александровна, Да. а я тоже никого не знаю с таким именем и отчеством. Такого не знаю. Я тоже никого. Я тоже никого не знаю с таким именем и отчеством. Và tôi cũng không biết người nào mà có cái tên và cái tên đệm như vậy đấy.
Staryuchichin, Mechtachin, Mechtachin. À, lúc đó thì cái người thầy giáo dạy toán đấy, Mechtachin сказал. Đấy. À, Mechtach, chúng ta có từ Mechtach là gì ạ? Mechta, Mechta. Ước mơ gì đó. Mechta tức là một cái ước mơ đấy. À, ước mơ và cái tính từ cái trạng từ là Mechtachin có nghĩa là mơ mộng đấy. Staryuchichin, và thầy giáo, người thầy giáo già đấy, người thầy giáo già là mơ mộng nói, mơ mộng nói. Нет. Я знал одну Наталью Александровну. Наталья. Tôi có biết một cô Наталья Александровна. Это была моя любовь, первая любовь, đấy. Đấy. Это была моя первая любовь. Давно это было. Давно это было. Điều đó xảy ra lâu lắm rồi. Natasha. Natasha Kazachenko. Kazachenko. Đây là tên họ của cô ta đấy. Natasha Kazachenko. Kazachenko đấy. Так. Kazachenko. Так, учительница с удивлением посмотрела на него. Và cô giáo già, cô giáo rất ngạc nhiên nhìn nhìn ông ta đấy, nhìn ông ta. Простите, я никогда не встречала вас. Xin lỗi, tôi không bao giờ gặp ông cả mà. Đấy. А моя девичья фамилия Казаченко. Cái con, cái họ của tôi thời con gái thì đúng là Казаченко thật. Đấy. Đó. À, девичья, à, девичья фамилия. Em có hiểu tại sao là девичья фамилия không? Nó gọi là như vậy không? Cái family, đấy. Cái thành phần tên của người ta là có 3 phần. À, đấy, đấy, đấy. Và cái từ này chắc là từ thời con gái này. À, từ đây, 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 đây. À, tức là gì? Đây là cái họ thời con gái đấy. À, thế nào là họ thời con gái? Họ từ thời con gái thì là họ theo cha, đúng không? Trước khi lấy chồng. Đà, đến khi đi lấy chồng thì là lấy họ của chồng. Đà, đà. Đó. Thế cho nên là khi đi lấy chồng rồi cô phải thay cái họ thời con gái đi và lấy sang tên chồng là họ của chồng. Đó. À, cho nên là người ta mới có cái khái niệm là divicia familia đấy. À, моя девичья фамилия Казаченко. Да. Математик посмотрел на нее. А, так. Математик посмотрел на нее и сказал. А, thầy giáo toán. А, математик. А, thì математик ở đây có nghĩa là nhà toán học. Thế nhưng mà ở trong trường học ấy, thì thầy giáo dạy toán cũng gọi là математик đấy. Đó. À, учитель истории gọi là историк đấy. Đó. Đại khái là như vậy. А, математик посмотрел на нее и сказал. À, thầy giáo toán nhìn cô ấy và nói. Нет. Это были не вы. À, không phải, à, đó không phải là cô. Может быть, ваша родственница. À, nhưng cũng có thể đó là họ hàng, người họ hàng của cô thôi. Người họ hàng của nhà cô thôi. Милая девушка. У неё, милая девушка tức là một cô gái rất dễ thương. Đó, một cô gái rất dễ thương đấy. У неё была длинная коса. Коса, коса là cái đuôi tóc đấy, cái bím tóc. À, cô ấy có một cái bím tóc dài. И синие, синие глаза. Và một đôi mắt màu xanh nước biển đấy, màu xanh nước biển. Синие, синие глаза. Так вот. À, thế cô gái mới hỏi lại, cô giáo mới hỏi lại. Это было в Киеве? À, cái việc đó xảy ra ở Kiev phải không? Да. Киев. Да. Она жила на Днепропской улице. Và cô ấy sống có phải ở phố Днепропский không? Днепропская không? Да, да. Это была я. Đấy chính là tôi đấy. Đấy. À, đấy chính là tôi. Так. Он внимательно посмотрел на неё. À, ông ta chăm chú nhìn cô ấy đấy. И вдруг увидел лицо Наташи Казаченко. Và bỗng dưng đấy. À, hay là bỗng dưng. À, ông ấy nhìn thấy gương mặt của Наталья Казаченко. Да, да, правильно, это вы. À, đúng rồi, đây chính là cô đấy. Так. Но я вас не знала, я вас не знала. Nhưng mà tôi không biết ông Андрей Владиславович. Thưa ông Андрей Владиславович. Ну, фамилию вы должны знать. Nhưng mà cái họ của tôi thì cô phải biết đấy. Я вам каждый день присылал 5 роз. À, cứ mỗi ngày thì tôi lại gửi tặng cho cô 5 bông hoa. Bông hoa. Да, 5 bông hoa hồng. У нас в саду очень красивые розы росли. Ở trong vườn nhà của chúng tôi ấy, thì là hoa hồng mọc rất nhiều. Я выбирал для вас самые лучшие. Và
Tôi đã chọn cho cô những cái bông hoa đẹp nhất. Святой мне приносил Владимир Кончер. À, hoa thì Đi. có anh chàng Vladimir Kuncher thường đem đến cho tôi. Dạ. Nuda, đúng rồi. Admin Dạ. nha, tôi gửi đấy. Admin nha. À, tức là tôi gửi cho cô đấy. Я просил него. Chính tôi nhờ nhờ cậu ta mà. Он приносил розы от меня. Và cậu ta đem hoa đến cho cô là từ tôi đấy, từ tôi tặng. Но он это бы не говорил. Nhưng mà cậu ta không nói điều đó. À, nhưng cậu ta không nói điều đó. Ka. Tại sao lại thế? Starik udarin si bepalbu. À, và ông già vỗ tay vào trán của mình. Atsibia, cậu ấy nhận là của cậu ấy à? Đã. Đúng rồi. Patlets. À, một thằng đều đấy. À, một thằng đều. Đó. À, thế câu chuyện này nó rất là ngắn đấy. Rất là ngắn. Và nội dung thì mình cũng dịch giúp bạn để cho nó hiểu cho nó nhanh đấy. Tạc. À, YouTube mới stop super nhạt nữa đấy. Tạc. Đã, super nhạt là tôi chỉ biết Novik Slop nhất. Ở trong này không có từ mới đối với em đúng không? Đấy. Yes. Yes. Yes, Yes, no way đấy. À, какие слова новые сейчас посмотрим, первая часть. А, ну тут какие слова новые еще есть. Мы можем объяснять, обрабатывать. Этот рассказ называется букет роз, да? Это называется букет. А, букет роз. Букет Букет роз. Букет роз. Là rồi bó hoa hồng hoa đấy, bó hoa hồng. bó Đấy. Букет роз это бó hoa hồng. Вот так. Вот так, сюда поставим. Вот так, можно и так. А. Хорошо. Какие новые слова есть? Или нет? Anh có từ mới nhưng em hiểu được rồi ạ. À, ну так теперь уже понятно, да? Так, хорошо. А, теперь давай обсудим, о чем идет речь. А, о чем рассказывается в этом рассказе? А, câu hỏi là gì nào? О чем О рассказ чем, да? а О а чем рассказывается? О чем рассказывается в этом рассказе? À, có cái chuyện gì được kể ở trong cái câu chuyện này? À, chưa rascar gì vậy sẽ? Vitam rascar gì? No. Đấy. Vitam rascar gì? Говорит о том, что, đấy. À, trong câu trả lời chúng ta có thể dùng cái từ говорит đấy. À, v. Этом рассказе, đấy. Rascar Говорит, đấy. Говорит. À, gì? говорит hoặc là говорит xa đều được đấy, говорит xa. Говорит xa. À, ví dụ vậy thế. À, à tôm, что, gì gì đó. Nếu chúng ta muốn dùng cái cấu trúc phức hợp đấy. Vì tâm rất cả gì говорит, говорит xa, à tôm, что, vân vân đấy. Đó, вот. Vì tâm rất cả gì говорит xa, à tôm, что, à chôm, à chôm. No. À. Так вот, надо думать немножко, đấy. À, chúng ta hiểu cái nội dung rồi đúng không? Hiểu nội dung rồi. Đấy. Tak. À, chúng ta sẽ nói như nào nào? Vì tâm rascal gì ai chổm rascal gì vậy? Tâm rascal gì? Nào, suy nghĩ một chút này. Em nghĩ bằng tiếng Nga hay nghĩ bằng tiếng Việt? Nghĩ bằng cả hai thầy ạ. À, nghĩ bằng cả hai. Dạ. Nhưng mà về nói được như em một chút rồi thì cái khả năng tư duy bằng tiếng Nga sẽ nhiều hơn đấy. Nghĩ được một chút nhưng mà lại chưa biết trình bày thế nào. Thông thường nghĩ bằng tiếng Nga thì phải trình bày được ngay chứ, bởi vì mình tư duy bằng tiếng Nga mà đấy. Nếu mình tư duy bằng tiếng Việt thì mình mới trình bày sang mới là khó đấy. Đó. À, thế mình sẽ thử nhé, mình sẽ thử gợi ý cho bạn nhé. Tạc. Так, как зовут учитель математики? Это Андрей Владиславович, да? Да. Андрей Владиславович. Андрей. А учительницу истории, как зовут ее? Наталья Александровна, да? Так. А, да? Так, значит, у нас есть Андрей. Андрей.
Vladislavovich. Y Natalia Alexandrovna. Alexandrovna, да? Так, Андрей Владиславович, учитель математики, а Наталья Александровна, учительница истории, да? Они беседуют в учительской комнате. О чем они беседуют? Вот. Андрей Владиславович рассказывал о первой его любви, да? Да? Он рассказывал о его первой любви. Это была девушка по имени Наталья Александровна, да? Вот. А Наталья Александровна очень удивилась, потому что она не знала Андрея Владиславовича, да? Так, вот. Но потом выяснилось, что это и была она. Sau đó thì выяснилось. Chúng ta dùng cái từ выяснилось. Выяснилось là tức là hóa ra là, đấy. Выяснилось là hóa ra là. Hóa ra là hay là cuối cùng là xác minh ra rằng, đấy, xác minh ra rằng. Đó. Потом выяснилось, что это была Наталья Александровна. Она есть сама, да? Вот. Потому что это было в Киеве, девушка по имени Наталья Александровна жила на улице Днепровской улице, да? Вот. И та девушка Наталья Александровна получала каждый день по 5 красивых роз. Это посылал Андрей Владиславович через одного человека. Но человек не говорил, что это эти цветы от Андрея, да? А он выдавал чужие цветы за своими, да? Cái động từ выдавал. Он выдавал, да? Anh ta nhận, да? Он выдавал чужие цветы за своими, да? За своими. Tức là anh ta nhận vơ là cái hoa của người khác là hoa của mình, да? Он выдавал чужие цветы за своими, да? И он не говорил Наталье, что эти цветы были от Андрея Владиславовича. Вот так, да? Но через много лет Андрей и Наталья работают вместе в одной гимназии. Вот и гимназия, да? В одной гимназии. Вот, и теперь они узнали старую свою историю. Và chỉ có bây giờ thì họ mới được biết cái câu chuyện tình yêu của mình, да? Вот, một lần nữa chỉ, да? Так. Ну так, конечно, это Наталья, конечно, она-то не знала Андрея, и у нее не было чувства к нему, да? Да. Có đúng không? Đấy. Tức là gì? Cô Natalia là cô không biết cái anh Andrei này, cho nên là lẽ dĩ nhiên là cô không thể có tình cảm với cái anh chàng này được. Đấy. Đó. Андрей хорошо знает, и у него мечта была, да? Что она, он очень, очень любил Наталью Александровну. Вот. Но тогда он очень стеснялся, да? Он очень стеснялся. Có động từ стесняться. Стесняться là e thẹn đấy, là e thẹn. Он очень стеснялся, и он сам не приносил цветы Наталье. Và chính vì vậy cậu ta không tự mang hoa đến để tặng cho Наталье, да? Вот так. Вот так. Я так кратко говорил. И теперь ты можешь рассказывать? Можешь рассказывать еще раз? Да. Этот рассказ говорит... В этом рассказе. Или этот рассказ говорит тоже можно, да? Да. Тоже можно, да. Этот. Рассказ. Да? Этот рассказ. Рассказ. Говорит. Говорит, да? Говорит о том, что, да? О том, что. Да, dùng câu chữ phối hợp, да? Этот рассказ говорит о том, что... Что два учителя...
Kitchen đi. À, nó хорошо, два учителя, да? Два Được учителя, да. không? Ở Работаю вместе гим Работают, да? Два Работаю. учителя работают в месте, да? В гимназии, да? В гимназии, так. Гимназ. Так, Да. да. И... Учитель химии, математики. Учитель математики. Рассказал. Так. Рассказал о первом О любовь. своей, да? Да. О своей первой Первый любви, да? А он да. рассказал о своей первой любви, да? Вот так, хорошо. Тогда он А, он полюбил, да, тогда он полюбил. полюбил одну девушку. А, одну девушку, да? Одну девушку. А, Да. одну девушку, да. Он полюбил одну девушку. А, có thể nói luôn là tên là đấy. По Да. имени, да? Он По полюбил имени. одну девушку по имени Наталья, да? Наталья. Наталья Александровна, да? Александр. Нет. Петр. Александровна Петр. Казаченко, да? Казаченко. Казаченко, да. Казаченко. Одну девушку по имени Наталья Александровна Казаченко, да? Да. Казаченко. Тогда он полюбил одну девушку по имени Наталья Александровна Казаченко. Да. Ну вот. Да. Ну. Đó chính là, bây giờ tôi sẽ nói câu là đó chính là cô giáo dạy dạy sử mà đang ngồi trước mặt ông ta đấy. Đấy, chúng ta nói câu đó như nào? Eta samaya à, đấy. Eta samaya u chichilnitsa à, history History. đấy. Eta samaya u chichilnitsa history. À, mà đang ngồi trước mặt ông ấy đấy, Katora. Katoraya đấy, Katoraya Katora. Sidit Sidit Sidit. Perit Nhịp Perit Đúng Nhịp đúng không nào rồi. đấy. Eta ta sa me uchi chi sa istori, chúng ta dùng cái cấu trúc ta sa maya đấy, ta sa Đã. maya Chúng ta ta sẽ Katoraya đấy, ta sa maya Katoraya, đó là cái cấu trúc để chỉ chính ai đó đấy. Eta ta sa me uchi chi sa istori Katoraya Sidit Perit Nhịp đấy, Katoraya Sidit Perit Nhịp, đó là chính là cái người mà cô giáo dạy sử mà đang ngồi trước mặt ông ta đấy. Nó vượt ta Đã. à, nó vượt Она Nó жила где? Она жила на какой улице? Đấy. Đã. Она В жила в В Петербург. а, нет, в Киеве, да? А, Она жила в Киев. Киеве, да? Да, Она Киев. жила в Киеве и на И на улице. Днепропетровской улице, да? Днепровской Улице. улице. А, и на Днепропской улице, да? Днепропской улице. А, tại sao mình nhớ ngay cái tên của cái phố này? Bởi vì đây nó có từ Днепр, да? Днепр là tên một con sông lớn chảy qua thành phố Kiev, đấy. Đó. Cho nên là chính có cái điểm tựa như thế cho nên mình nhớ được nó ngay, đấy. Днепропская улица, đấy. Хорошо. À, так, она жила в Киеве и на Днепропской улице, да? И Днепропской так улице. выйдем. Да. И каждый день, и каждый день, да? А, и каждый день Она она получала, да? Она получала. Chúng ta sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. Đặc Bởi vì sao nó có cái từ каждый день, đấy? Nếu mà có cái từ каждый день có nghĩa là chúng ta phải sử dụng động từ thể chưa hoàn thành. Em chưa? Đấy. Bởi vì nhiều sao? Hành động nó xảy ra nhiều lần, đấy. Hành động xảy ra nhiều lần. Đã, каждый день она получала букет, букет, да? Букет, да? Каждый день она получала букет из пяти, пяти роз, да? Мỗi một ngày cô ấy nhận được một bó gồm có 5 bông hoa, đấy. Đấy. Но цветы передавал совсем другой человек.
Đó. Các di diện Anapuluchala Bukit is Petit Rose at Hát. at cả bộ Đúng đấy rồi. at Uchi Chin Lia at Uchi Chin Lia Đã. Ma Chi Ma Chi Ki đấy đó đấy Đúng. Andrea Vladislavovich đấy Andrea Vậy Vladislav Vladislav Vicha đấy đó Đã. viết như vậy đấy. Каждый она получала букет и букет из пяти роз от учителя математики Андрея Владиславовича, đấy. No. Nhưng mà hoa thì lại do người khác đem đến đấy. No. Nhưng mà hoa do người khác đem đến. Nào, em dịch cái câu đó nào. No. No. Другой No. Святый. Святый. Đấy nó sẽ tươi prinasil đấy dùng cái từ prinasil nó sẽ tươi prinasil prinasil đấy prinasil đấy sạp xem sạp xem другой человек đấy другой человек đúng chưa nó sẽ tươi prinasil sạp xem другой человек đấy đấy ý cậu ta tên là gì nào. Cậu ta tên là gì? Cậu ta tên là Vladimir Koncher đấy. Vladimir Koncher đấy. Vladimir Koncher. Thế vậy thì chúng ta sẽ nói sao? Это был Vladimir Koncher đấy. Да, это был. Это был tức là đó là đấy. Do là thời quá khứ cho nên chúng ta phải dùng был. Это был Vladimir Кончер. Кончер. Это был Владимир Кончер. Но. Nhưng mà sao? Nhưng mà cái anh chàng Vladimir này không nói đấy. Không nói là hoa của ai đấy. Mà lại nhận là hoa của mình đấy. Но. Владимир. Владимир. Но Владимир не говорил. Не говорил. Что? Эти святые, да, святые были от Андрея. Андрея. Да? Да. Но Владимир не говорил, что эти святые были от Андрея. Да. И от даже, Андрея. И даже, да. Và thậm chí còn, да, cậu ta thậm chí còn nhận đó là hoa của mình, да. И даже он выдавал, да, выдавал. Выдавал là nhận vơ đấy. Он выдавал чужие святые за своими, да. Nhưng mà cậu ta thậm chí còn là nhận cái hoa của người khác là hoa của mình, đấy. Вот. И что? И они Наталья Наталья Александр. Да, совсем не знал. Да? Не знал. И Наталья совсем не знал Андрея, да? Андрея, да? Андрея, да? Да. Андрея, да? Hay là pro Андрея, chúng ta có thể dùng dưới từ pro, да? Pro Andrea đấy. Đấy, Pro Andrea. Và cô Natalia thì hoàn toàn không biết về Andre mà tặng hoa cho cô hàng ngày đấy. Katori Katori каждый день дарил ей цветы đấy. Đó, cái câu như vậy đấy. И Наталья совсем не знала про Андрея, который каждый день дарил ей цветы. Không phải yêu mà là ей, да? Дарил ей цветы, да? Đó. Mà, và cô Наталья thì hoàn toàn không biết về anh chàng Андрей mà hàng ngày vẫn cứ tặng hoa cho cô đấy. Chúng ta có thể không dùng дарил mà gì? Посылал, да? Посылал. Посылал. Посылал là gửi hoa cho cô ấy, да? Посылал. Ей цветы. Đó, thế thì chính xác hơn đấy.
который каждый день послал ей цветы, да? Правильно? Вот так. А, да. Этот рассказ говорит о том, что два учителя. Давай, em sẽ cố gắng kể lại cho mình nghe xem nào. Этот рассказ говорит о том, что два учителя работают вместе в гимназии. Да. Учитель математики сказал о своей первой любви. Любви, да. Когда он полюбил одну девушку по имени Наталья Александровна Казаченко. Em đọc bình tĩnh, không cần vội. Это та самая? Это та самая учительница истории, которая сидит перед ним. Да. Сидит в Киеве и на Днепровской улице. И каждый день она получала букет из 5 роз от учителя математики Андрея Владиславовича. Владиславовича. Trọng âm rơi vào la vừa bị trả đấy. Vladislavovich. Nếu mà chúng ta đọc đúng trọng âm thì chúng ta sẽ đọc được ngay đấy. Vladislavovich. Да, Владиславович. Да. Но святой приносил, да. Совсем другой человек. Это был Владимир Кончар. Да. Но Владимир не говорил, что эти святые были от Андрея. Да. И даже он выдавал чужие святые за своими. Да. И Наталья совсем не знала про Андрея. Да, не знала, правильно, не знала про Андрея. Да. Про Андрея, который каждый день послал ей цветы. Ей цветы, да. Так, ну, какой урок от этого рассказа? Какой урок от этого рассказа? À, câu chuyện này cho một bài học về cái gì? Về điều gì? Выражать свои чувства. Tức là thể hiện tình cảm của mình. Выражать свои чувства. Чувства, да. Какой урок от этого рассказа? Он должен приносить цветы. Какая истина от этого рассказа? Истина — chân lý. Так. Истина, là, có nghĩa là chân lý. Так, đấy.
Ischin này, Ischin này. À, thế vậy hỏi là trong này nó có một cái chân lý gì? Chân lý gì à? Chân lý, à, nó có chân lý hoặc là một cái phương châm gì đó, à, có thể là Ischin à, Ischin là cái chân lý đấy, một chân lý. Chân lý có nghĩa là một cái việc gì đó mà người là nó đúng mà người ta tuân theo đấy, à, mà người ta nên tuân theo đấy, đó. À, các cái tút Ischin này đấy, à, các cái tút Ischin này đấy, các cái tút Ischin này. Đây có một cái chân lý về cái điều gì đấy? À, đó là gì? Vâng. Thực ra. Vâng. Любовным деле, да? В любовном деле. Нельзя доверять, да? Нельзя доверять никому, да? Никому. Đúng không nào? Đấy. Trong công việc tình ái đấy. В любовном деле là trong công việc tình ái. Нельзя доверять никому. Không được tin tưởng vào ai đấy. Đấy. À, это то же самое, что там урок, да? Что там урок, надо, где он должен сам выражать свои чувства. Ну ладно, хорошо, он должен сам. Но тут же он доверяет, как это Владимир Кончер, это доверительное лицо его, да? Да. А, доверительное лицо. Доверительное лицо, вы знаете, cái bộ mặt đại diện, đúng không? Đấy, cái bộ mặt đại diện. À, bộ mặt được ủy quyền đấy, đúng bộ mặt được ủy quyền, đúng không? Đấy, à, gọi là доверительное лицо, tức là gì? Cậu ta tin tưởng vào cái anh chàng Vladimir Kuncher đấy, và nhờ anh ta là chuyển hoa, cái tưởng rằng là gì? Là cậu ta rất tin tưởng cái anh chàng đó đấy, và cho coi như anh chàng đó là gì? Là cái bộ mặt của mình đấy, là bộ mặt của mình. Так получается, что его обманули, да? Его обманули. Владимир Кончер его обманул. И сам Владимир тоже обманул девушку, да? À, cậu ta không những là đánh lừa cái anh chàng Andrea, mà thậm chí cậu ta còn đánh lừa cả cái cô Natalia kia, đấy. Ну вот так. А, хорошо, как ты думаешь? А, за кого Наталья Александровна вышла замуж? Theo em thì ai, cô ấy lấy ai làm chồng? Ну как по вашему, да, chúng ta có thể nói như vậy đó. Как по вашему? Да. За кого вышла замуж? Замуж? Наталья Александровна. Олег Сандровна. А за кого вышла замуж Наталья Александровна? Александровна. Ну? А, theo em thì là cô Наталья Александровна lấy anh làm chồng? Lấy cái bộ mặt đại diện kia. À, да. А, возможно, chúng ta sẽ trả lời. Возможно, да? Да, возможно. Возможно, возможно là có thể, да? Возможно, да? Она вышла замуж. Замуж. Она вышла замуж. За Владимира, да? Yeah. А Владимир, за Владимира Кончера, да? А Кончера, да? А вот. Yeah. А хотя, чем ты сказал? Хотя в рассказе, да? А об этом не сказано. À, có nghĩa là gì? Nhưng mà mặc dù là ở trong cái câu chuyện thì không có nói về điều đó. Đấy. Yeah. Đấy. Так поэтому мы говорили, что это возможно. Да? Возможно. Да. Возможно. А, да? Có thể, может быть. Может быть, hoặc là возможно. А, может быть, она вышла замуж за Владимира Кончера. Хотя в рассказе об этом ей не сказано. Да? Не сказано. Так. Не сказано. Да, не сказано. Так, хорошо. А как ты думаешь, какое продолжение этого рассказа или этой истории? А какое продолжение этого рассказа? А, có nghĩa là gì? Là cái phần tiếp theo của cái câu chuyện này nó sẽ như thế nào? Ну как ты думаешь?
Nó ông giáo viên dạy toán này rất là giận dữ cậu bạn. Да. Ну и, может, это уже много лет назад, да? Это когда они были молодые. Может, тогда они были, им было по 18 лет, да? По 18-17 лет, правильно? А сейчас Да. они уже старые уже, они уже пожилые люди, да? А, Да. лúc đó có thể là họ chỉ mới có 17, 18 tuổi thôi, nhưng mà bây giờ họ đã trở thành những người luống tuổi rồi đấy. Pazili Vâng. là có nghĩa là luống tuổi rồi, đúng không? Đấy. À, chúng ta nghe thấy rằng trong 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 bài có câu là gì? Pazilaya Jensina đấy. À, Uchitsa Istori Pazilaya Jensina. Và cô giáo dạy sử là một người luống tuổi rồi đấy, một người đã có tuổi rồi đấy. Pazilaya rồi đấy. Это значит minimum лет 30 уже прошло, đấy. Ít nhất thì là cũng đã là 30 năm trôi qua rồi đấy. Так, может быть, этого Владимира Кончера уже и не было, да? А, да? À, có nghĩa là anh chàng Vladimir Kuchner bây giờ có khi là còn còn có khi đi đâu mất rồi đấy đó, cho nên là gì cái việc mà ông ta mà Serezitsa etatos như chưa bao nhiêu đây như das đấy, cái việc đó là chẳng giải quyết vấn đề gì cả. À, người ta nói rằng là to on Serezitsa đấy na Vladimir đấy ничего не даст. Ничего не даст. À đó, em dùng cái câu cấu trúc này đấy, ничего не даст, có nghĩa là chả chả giải quyết vấn đề gì cả. Không giải quyết vấn đề gì cả. Đấy. À даст là từ cái động từ gì đây? Дать. Дать, đó, đây là động từ дать. Дать và chưa hoàn thành của nó là давать, đấy. À давать thì cái động từ давать là cho, дать là cũng là cho đấy. À em hiểu chưa nào? Đấy. À tác. Từ nhóm một Đấy, thôi. à, chúng ta chia như là ở ở nhóm 1 đấy. Ya da yu đấy. Ya da yu. Đúng nào đấy. À, tư da yu đấy. Tư da yu. À đúng nào. À, Đã. on on Đã. on da yu đấy. On da yu. Đó. À, ya da yu tư da yu on da yu mi da yu vi da yu chi ani da yu đấy. Đó, đó là động từ da vạch. Так. À, хорошо. À, то, какое продолжение этого рассказа? Câu chuyện tiếp theo sẽ là thế nào nào? Theo em nào? Thì họ sẽ No. mời nhau đến nhà chơi. À, đấy. Ну вот, например, если ты учитель математики, nếu em là cái người thầy giáo dạy toán đó, đấy, và em gặp lại cái tình yêu của mình, tình yêu đầu tiên của mình, thì em sẽ cư xử như thế nào? Mời đi nói chuyện, uống cà phê gì đó. Ну, это еще смотря, ты женат или не женат, да? А, и она замужем или она не замужем, да? Правильно? А, lúc đó còn phải cân nhắc là gì? Là mình có vợ hay chưa có vợ? Và cô kia có chồng hay chưa có chồng, đấy? À, правильно? Да. Я так думаю, да? И... Ну, тут они пожили. Они Па. что? Да, за, да, па. А, они уже старые, да? Старые. Да, Да. они Старые. уже старые, да? А, они уже старые, но увидев là chúng ta dùng cái trạng động từ, да? Sau khi nhìn thấy, увидев свою, да? Первую любовь, да? Да. Увидев свою первую любовь, да, учитель математики, Математики. thì người thầy giáo toán đấy, может что? Может пережить, да, пережить, вновь, да, вновь. À, người thầy giáo toán thì có thể là lại cảm nhận đấy, lại cảm nhận pережить вновь. À, cái từ pережить вновь đấy. À, свое чувство, да? Чувство, да? Свое Да. чувство. Và lúc đó người thầy giáo toán có thể lại là lại cảm nhận thấy cái tình yêu, cái tình cảm của mình đấy. Vâng. Молодости, да? Молодости.
Правильно, да? Так. Учитель математики может пережить вновь свое чувство молодости, да? Вот. Да. Он может приглашать Наталью Александровну так, погулять, да? Чтобы рассказать, да? Сказать, да. Рассказать. Так. Так, он может. Это мы просто предполагаем, да? Предполагаем, конечно, задать не бывает, да? Он может приглашать, да? Приглашать, вот. Так, Наталью, да? Наталью. Да. На прогулку. Чей, да? Он может приглашать Наталью на прогулку, да? Чтобы рассказать, да? Чтобы рассказать о своих чувствах, да? О своих чувствах. Чувства. В. Молодости, да? В молодости. Да. Để kể về những cái tình cảm của mình, đấy, những cái tình cảm của mình vào cái thời trẻ tuổi, đấy, vào thời trẻ tuổi, đó. Так, а Наталья Александровна могла бы влюбляться в свою, да, истинную любовь, да, в свою, так, Наталья Александровна, так, Наталья Александровна, Олег Александровна может влюбляться, да? Có thể là sẽ phải lòng đấy. А Наталья Александровна может влюбляться. Влюбляться. Влюбляться в своего первого, да? Истинного поклонника là người hâm mộ đấy. Поклонника, да? Поклонник là người hâm mộ đấy. Và lúc đó thì Наталья Александровна có thể là sẽ phải lòng cái người hâm mộ đầu tiên một cách thực sự của mình đấy. Истинный là gì? Là thật sự, thực sự đấy. Đó. Ну вот так. И тогда Наталья Александровна может влюбляться в своего первого истинного поклонника. Ну вот. И что тогда они? И они стали да, хорошими, хорошими друзьями, да? Друзьями, да? И они стали очень хорошими друзьями, да? Так, можно сказать, что очень хорошими друзьями. Друзьями. В оставшееся время своей жизни, да? Жизни. Vào cái thời gian còn lại của cuộc đời của họ. Và họ trở thành những người bạn rất tốt của nhau trong cái quãng thời gian còn lại trong cuộc đời của mình đấy. Ну вот так вот. Да, немножко грустно звучит, но все-таки же это happy end, да? Правильно, да? Так. Ну хорошо. Да. Конечно, вот 34 года еще трудно представить себе, как встречать свою первую любовь, да? Tất nhiên là như mình nói là gì? Là ở cái tuổi 34 như của em đấy thì rất khó có thể tưởng tượng được là khi về già thì mình gặp lại cái tình yêu đầu tiên của mình như thế nào đấy. Ваша а у тебя ваша была первая любовь в школе? Да. Да? Да. Ну и где это сейчас любовь гуляет? Где сейчас эта любовь гуляет? Cái câu đó hỏi rất theo đúng kiểu Nga đấy, hỏi rất theo đúng kiểu Nga đấy. А где сейчас это твоя первая любовь гуляет? Thế bây giờ cái tình yêu đầu tiên của em ấy đang đi dạo chơi ở đâu? Đi đâu rồi?
À. đi với chồng rồi. À, Anna уже вышла замуж, да? Anna уже вышла замуж, да? Замуж. Так. Ну да. А ты много слез пролил? А ты много слез пролил? Em có đổ nhiều nước mắt không? А ты много слез пролил. Все много слез. Тогда rất nhiều nước mắt đấy. Слез. À, đấy. À, ты À, много слез пролил. Пролил là đổ, đổ ra đấy, đổ ra. правильно. Пролил. Да. А, так. А, ну, что сказать? Что сказать по этому поводу? Theo theo cái đó thì nói trả lời như thế nào? Да. Трудно сказать, да? Немного. Да. Да. Я. Так. À, sẽ nói như nào nào? No. Я что? À, trả lời sao? Я быстро успокоился. À, em đã bình tĩnh lại rất nhanh đấy. Em đã bình tĩnh lại rất nhanh. À, потому что говорят, đấy. Bởi vì người ta nói rằng đấy. Любовь. Как автобусы. Да. Ты не вот увидишь, да? Один уезжает, да? Другой приезжает, да? Bởi vì những người ta nói là tình yêu như những chuyến xe buýt đấy, một cái nó đi thì cái khác nó lại đến. Так сказать правильно, да? Đã. Да. Nhưng mà nhà xe là có nhiều cái bến đỗ khác nhau. À, ну это, да, это у автобуса. Можно сказать, что у автобуса имеет много остановок, да? Да. У автобуса имеются. Да? Nếu như theo cái Да. câu của em nói là gì? У автобуса имеются Да. много остановок, да? Đó. Да. À, đúng. у автобуса имеются много остановок. Cái câu này thì nghe nó không được rõ nghĩa lắm đấy, không được rõ nghĩa lắm. Да. Так. Имеются много остановок. Tức là gì? Là có thể là tình yêu sẽ có nhiều bến đỗ đấy. Nó tạc. Nhưng mà đây là gì? À, tình yêu những chuyến xe buýt thì cái này nó đi cái khác lại đến, thậm chí nó có khi còn xịn hơn đấy. À, thậm chí à, đấy thậm chí chúng ta nói thêm cái câu đó. И даже, đấy, и даже. И даже. À, второй еще круче. Đó. Đó. À, cái câu này thực chất ra chẳng phải là nó ở đâu cả, tự mình nghĩ ra thì đấy, mình nghĩ ra Đã. nói cho nó vui thôi đấy. Vui. Đó. À, любовь как автобусы, один уезжает, другой приезжает, đấy, một cái đi thì cái khác lại đến, và thậm chí cái thứ hai thì nó còn hoành tráng hơn đấy, еще круче đấy. Круче là cái từ rất dân dã và nó dùng trong cái giới trẻ của Nga đấy. Круче có nghĩa là, nếu nói круче có nghĩa là rất là hoành tráng, hoặc rất là gì, rất là có thể là giàu sang hơn, có thể là gì, trông nó hầm hố hơn, nó kiểu thế đấy. Đó, nó Да. И даже еще круче, ну вот так. Ну, жизнь такая, да? А что Да. поделаешь? А, Nga có câu là, что поделаешь? Что поделаешь? Поделаешь? Что поделаешь? Làm thế nào được, đấy? Жизнь такая. Жизнь. Жизнь такая, да? Cuộc sống nó là như vậy, đấy. Что поделаешь? Жизнь такая, да? Так, hoặc là, chúng ta có thể nói gì? Жизнь слишком коротка. Жизнь. Слишком. Коротка. Чтобы ныть, да? Cuộc sống quá là ngắn ngủi để cho cái chuyện thổn thức đấy. Chuyện thổn thức vì cái gì đó, đấy. Nó mất tạc rồi. No, serious nữa đấy. Đã. À, những cái câu này là những cái câu giao tiếp nó rất là ngộ và rất là chính xác đấy, rất chính xác và rất là ngộ và nói đúng theo cái phong cách của Nga. Nói này em bọn Nga có mà bò ra cười luôn đấy. Đấy. Nếu bất tạc, à, thế như vậy cái bài người ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. À, bài này mình có cần gửi cho em cái dữ liệu này không? Thầy cho em xin dữ liệu để À. em học theo cái trọng âm đấy. À, nốt đây. À, cái video thì mình sẽ gửi rồi đấy. Video mình sẽ gửi, thế còn cái phần này, cái bài Word này mình có thể gửi cho bạn nếu mà bạn cần đấy.
hoặc là mình có thể gửi thẳng vào trong trong Skype này, nó tiện hơn này. Được. Mình gửi thẳng được, trong được. Skype này, sau đó là gì, em copy sang Word luôn đấy. Được. Copy được. Sang Word xong rồi em in ra thôi là xong đấy. Word ta. Vâng vâng. Word ta. Ôi, Word ta đổ rồi vậy. Đấy. Em bôi nó vào đây xong rồi em bấm căn chuẩn A thì nó xong đấy. Bôi vâng. Một cái thế này xong em bấm căn chuẩn A thì là em copy em được. Hết một bài ấy, là em ngồi em nghe và em viết ra giấy, em viết ra quyển sổ. Ôi, em thì viết ra nó vất vả. Viết ra thì vừa là để học thôi đúng không đấy? Vâng. Viết ra là vừa để nhưng học mà... thôi nhưng mà mình có thể lưu lại đấy. Em học chậm lắm thầy ạ. À, thế à? Vâng. Để mà đưa vào người là rất chậm. Chậm không, em chịu khó nghe nhiều thì là sẽ ổn thôi. Em cứ nghe nhiều vào đấy. Vâng. Em nghe cái bài video ấy. Đấy. Vâng. Tạc, đây là anh mình ghi đây là gì nhỉ? Nguyễn Khắc Minh này đấy. Đó. Thế cái là bài của em đấy. Bài này của chúng ta là bài 5 đúng không? Bài 5 đấy. Bài vâng. 5, đó. Bài 5 đó. Ta nói nếu mà chậm thì một cái bài như này mà học lâu lắm đúng không? Đấy. Học lâu lắm thầy ạ. À, nhưng mà ngày em xưa mà em chỉ có nghe nhiều. Thầy. Học em dự bị mà học thuộc một cái một trang A4 ấy chắc phải học 3-4-5 tiếng. Mình cũng không phải học thuộc nữa đâu. Mình ví dụ ở trong này rất nhiều như này mình chỉ lấy những câu hay ra thôi đấy. Những câu hay mình viết ra. Mình viết ra những cái tờ giấy nhỏ ấy đấy. Viết ra những tờ giấy nhỏ xong sau đó mình cứ cầm trên tay đọc đi đọc lại. Đọc đi đọc lại cho nó quen mà đấy. Đó thế thôi. Thế xong thì đằng nào cũng không nhớ được đâu mà. Nguyên tắc của mình là gì? Đằng nào cũng không nhớ được. Nó chỉ có thể nhớ khi mà em nói ra. Em nhớ. Đó vậy thì mình chỉ đọc nó để nó vào trong đầu thôi đấy. Thế còn nó sẽ nhớ được khi mà nó có hoàn cảnh để mình bật nói ra thì lúc đó nó mới là nhớ đấy. Đó. Tác một. Tác tôi nữa là spasibo. Xin chào nhé. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Thế bà. Xin chào nhé. Dạ, chào thầy ạ. Hẹn gặp em trong giờ học hôm sau. Spasibo, xin chào nhé. Paka. До свидания. Всего доброго.